xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Giang, chủ đầu tư, bên mời thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01 thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công thuộc dự án đường ven đê tả sông Hồng, đoạn từ đường quy hoạch B32m tại thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa đến đường quy hoạch vành đai 4 tại thôn Phú Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Gói thầu có giá 64,630 tỷ đồng. Gói thầu ghi nhận 3 nhà thầu tham dự cạnh tranh, trong đó 2 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ngày 27 tháng 9 năm 2024, chủ đầu tư có quyết định trao gói thầu cho công ty Tân Thành Đạt với giá trúng thầu là 63.980 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô vừa được điều chỉnh giảm 2.129 tỷ đồng sau khi Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh rà soát và cân đối lại. Đại diện thành phố Hà Nội cho biết sau khi rà soát, dự án thành phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn giảm 650 tỷ đồng, dự án thành phần xây toàn tuyến cao tốc theo phương thức PPP giảm 3.319 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án giải phóng mặt bằng tại Hưng Yên tăng 600 tỷ đồng, tại Bắc Ninh tăng 1.240 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh cho biết sẽ bố trí ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn tăng thêm cho hai dự án giải phóng mặt bằng. Còn Hà Nội đề xuất điều chuyển phần vốn giảm trong dự án xây cao tốc để đầu tư một số nhánh kết nối tại 5 nút giao liên thông và 2 cầu vượt nhằm đảm bảo thông đoạn đường song hành. Thành phố cũng đề xuất tiểu dự án đầu tư công xây cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và một số đoạn để khi dự án xây cao tốc chưa xong vẫn thông toàn bộ đường song hành. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương linh hoạt xử lý vấn đề liên quan đến điều chỉnh vốn đầu tư vành đai 4 vùng thủ đô. Với dự án xây tuyến cao tốc thành phố Hà Nội, làm rõ tỷ lệ tham gia của vốn nhà nước và thống nhất với hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đề xuất chuyển phần vốn của Trung ương giảm trong dự án thành phần 1.1 giải phóng mặt bằng tại Hà Nội sang dự án thành phần 3 xây toàn tuyến cao tốc. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải làm rõ trách nhiệm của tư vấn khi xác định diện tích phải thu hồi giải phóng mặt bằng của dự án chưa chính xác đầy đủ dẫn đến phải điều chỉnh lớn về kinh phí. Cao tốc vành đai 4 đi qua Hà Nội 57 km, Hưng Yên 19 km, Bắc Ninh 27 km và tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long khoảng 9,7 km. Trong đó, đoạn đi thấp dài khoảng 32 km, đoạn trên cao dài hơn 80 km. Đường có 6 làn xe, hệ thống đường song hành hai bên, hành lang cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật và đất dự trữ cho đường sắt vành đai. Tốc độ thiết kế tuyến đường là 100 km/h. 7 dự án thành phần của toàn dự án vận hành độc lập do 3 địa phương làm cơ quan chủ quản. 3 dự án giải phóng mặt bằng, 3 dự án đầu tư đường song hành đều bằng vốn đầu tư công, dự án xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư. Tổng mức đầu tư sơ bộ toàn dự án là 85.800 tỷ đồng. Chính phủ vừa gửi báo cáo lên Quốc hội về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết 57/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 quyết định chủ trương đầu tư dự án trên với nội dung tổng chiều dài 76,34 km theo mô hình đường cao tốc cấp 100, phân kỳ 4 làn xe và đường song hành hai bên, sơ bộ tổng mức 75.378 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được triển khai đúng quy định, bám sát tiến độ yêu cầu. Đặc biệt, việc tổ chức triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo, nghiên cứu khả thi, thiết kế, kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và khởi công các dự án thành phần theo cơ chế đặc thù đã rút ngắn thời gian thực hiện từ 1,5 đến 2 năm so với các dự án xây dựng đường cao tốc trước đây. Từ thời điểm Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi khởi công cần khoảng 1 năm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thi công còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, dự án khởi công từ tháng 6 năm 2023, công tác triển khai thi công các dự án thành phần 3 Đồng Nai chậm. Công tác lựa chọn nhà thầu dự án thành phần 3 Đồng Nai đến tháng 8 năm 2024 mới hoàn thành và khởi công gói thầu xây lắp cuối cùng. Công tác giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai chậm, hiện mới đạt 80% diện tích tương đương 60% chiều dài. Các tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An chưa hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng. Chính phủ cũng cho biết, hiện dự án đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Cụ thể, tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa hoàn thành 100% theo yêu cầu của Chính phủ, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai. Công tác di rời công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là điện cao thế còn chậm, liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị. Nguồn cung cấp vật liệu cát đắp nền gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang triển khai đồng loạt nhiều dự án công trình trọng điểm có quy mô lớn. Chính phủ đã tổ chức họp chỉ đạo các địa phương liên quan bố trí đủ nguồn cung cấp cho dự án, tuy nhiên thủ tục phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp. Để đảm bảo việc triển khai dự án theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 57, Chính phủ kiến nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm thường xuyên giám sát tình hình thực hiện dự án, nêu ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội, các địa phương có dự án đi qua và các tỉnh có nguồn vật liệu cát đắp thường xuyên quan tâm hỗ trợ kịp thời, phối hợp và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó có ý kiến với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di rời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là nguồn cung vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng tiến độ thi công các dự án thành phần, tăng cường công tác phòng ngừa vi phạm, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực. Bộ Giao thông Vận tải cùng Ủy ban Nhân dân Hà Nội sẽ tổ chức cắm mốc giới tuyến, xác định rõ ranh giới của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, bao gồm cả khu vực ga và hành lang an toàn giao thông, nhằm đảm bảo quá trình thi công diễn ra thuận lợi và đúng quy định. Việc cắm mốc giới tuyến sẽ giúp người dân khu vực hai bên dự án yên tâm sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng quản lý hiệu quả quỹ đất, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ. Theo quy định đã được phê duyệt, dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn trước năm 2030. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Hội đồng Thẩm định Nhà nước để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 tới đây. Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dự kiến đi qua 20 tỉnh, thành phố, với điểm đầu là ga Ngọc Hồi tại Hà Nội và điểm cuối là ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án được đề xuất xây dựng với tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng chiều dài đoạn đường khoảng 1.541 km, được điện hóa khí và đầu tư khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ. Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lựa chọn công nghệ đường sắt linh hoạt có khả năng tích hợp nhiều loại tàu khác nhau đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.